Thưa quý vị, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đề cập đến những lo lắng của người dân làng chài ven biển Kim Liên thuộc phường Hòa Hiệp Bắc. Hiện tại, dự án cảng Liên Chiểu đang bước vào cao điểm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khối lượng đúng cam kết. Do đó, sức ép về hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cũng trở nên cấp bách hơn. Chính vì vậy, việc đáp ứng yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời đảm bảo lợi ích của người dân vùng dự án đang được các chính quyền thành phố Đà Nẵng quyết liệt các giải pháp. Trước bức xúc của nhiều hộ dân vùng giải tỏa dự án cảng Liên Chiểu, chúng tôi đã gặp và làm việc với lãnh đạo ban giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu và được cho hay giá đất đang áp dụng đối với các hộ dân tại dự án này là đơn giá cao nhất dựa theo quyết định 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố về bồi thường hỗ trợ tái định cư. Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ, quyết định 05, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng còn xem xét hỗ trợ thêm cho người dân về nhiều mặt, trong đó phải kể đến hỗ trợ đất nông nghiệp, bảo lãnh vay, hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu. Đối với một hộ mà giải tỏa đền bù mà không đủ tiền nộp tiền mua đất tái định cư, thì nhà nước sẽ chỗ thành phố Đà Nẵng đang áp dụng chính sách là hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu. Thì trong đó là điều kiện là tiền đền bù đất là không đủ mua lại một suất tái định cư tối thiểu. Thứ hai là có duy nhất một thửa đất mà không có thửa đất nào khác. Và cái thứ ba là phải chưa bằng giá mặt bằng. Thì những cái điều kiện đó thì nếu đảm bảo được thì người dân sẽ được hỗ trợ cái suất tái định cư tối thiểu đó. Để khuyến khích người dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, thành phố Đà Nẵng đã thưởng 50 triệu đồng cho hộ bàn giao đất trong vòng 30 ngày và 30 triệu đồng đối với hộ bàn giao đất trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, đối với các hộ dân tại tổ 1 phường Hòa Hiệp Bắc thì những khuyến khích này đang gặp khó khăn bởi người dân cho rằng việc áp dụng giá đền bù và chính sách tái định cư này là chưa thỏa đáng, không phù hợp với thực tế. Thì đối với lại cái dự án cảng Liên Chiểu thì sau khi nhận được cái phê duyệt cái phương án bồi thường hỗ trợ bố trí tái định cư đối với dự án cảng Liên Chiểu thì Ủy ban phường cũng đã tổ chức niêm yết và công khai cái phương án tại các cái điểm nhà sinh hoạt cộng đồng và tại cơ quan phường, đồng thời là hướng dẫn cho người dân để chấp hành và thực hiện cái phương án. Đối với những trường hợp mà có những cái thắc mắc, cái vướng mắc về trong quá trình mà ráp giá bồi thường hỗ trợ cũng như bố trí tái định cư thì phường đã tổ chức hướng dẫn từng trường hợp cụ thể để người dân có cái đơn gửi cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét và hỗ trợ cho người dân để đảm bảo cái hài hòa về cái lợi ích giữa người dân và đối với lại cái chủ trương của thành phố. Để thực hiện hài hòa cả hai nhiệm vụ, vừa đảm bảo tiến độ của dự án, vừa làm tốt các chính sách hỗ trợ cho người dân, thì các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải có sự lưu tâm đúng mức, bởi làm tốt công tác đền bù giải tỏa, tái định cư cho người dân cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết 18 của Đảng ta về chính sách đất đai, tạo động lực để đất nước phát triển.